thưa quý vị, huyện Gò Công Tây nằm ở phía đông của tỉnh Tiền Giang, bắc giáp sông Tra, một nhánh của sông Vàm Cỏ, ngăn cách với huyện Châu Thành của tỉnh Long An. Phía nam giáp sông Cửa Tiểu, ngăn cách với huyện Tân Phú Đông cùng tỉnh. Phía tây giáp huyện Chợ Gạo cùng tỉnh. Phía đông giáp huyện Gò Công Đông và thị xã Gò Công. Về hành chính, huyện bao gồm thị trấn Vĩnh Bình và 12 xã Yên Lưu, Thành Công, Đồng Sơn, Bình Phú, Long Vĩnh, Bình Nhì, Thành Trị, Đồng Thành, Bình Tân, Thành Nhật, Vĩnh Hữu, Long Bình. Hôm nay chúng tôi trân trọng kính mời tất cả quý vị về Thành Nhật nghe cung đàn tiếng hát. Nơi đây đất Gò Công xưa đã sản sinh rất nhiều những nhân tài kiệt xuất trong làng đờn ca tài tử, mà bao đời ông cha đã gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Hôm nay chúng tôi kính mời tất cả quý vị về Thành Nhật, nhà chị Ngọc Mến, cùng ngụm nghe tiếng đàn lời ca. Với tiếng hát của anh Chính Thọ với bài Phú Lục, cùng hòa quyện tiếng đàn của anh Phạm Châu, tức anh Mười Châu, tiếng đàn guitar và Minh Đức, đàn sến, xin trân trọng kính mời. Tiếp theo tôi xin hát bài Phú Lục. Tôi là Chính Thọ. Mong kia chờ chẳng tôi cao nguyện.
Tôi nói một cái bài nghe nó ngọt mũi á.